Mua nick liên quân, Free Fire, PUBG siêu bài giá rẻ, truy cập ngay funnygame.vn. Top 5 vị tướng sát thủ sốc sát thương khủng nhất trong League of Mobile. League of Mobile vẫn đang là tựa game quốc dân với số lượng người chơi đông đảo. Tựa game mobile này với lối chơi hấp dẫn, đòi hỏi mỗi người chơi phải có kỹ năng, am hiểu chất tướng và sự phối hợp nhịp nhàng trong team. Có tổng cộng là 5 vị trí gồm đi rừng, solo, đường đơn, đi mid, đường rồng và hỗ trợ. Trong đó thì các chất tướng sát thủ, đấu sĩ thì vẫn rất được yêu thích bởi khả năng dồn sát thương khủng khiếp và khiến cho đối phương bốc hơi ngay lập tức. Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Toàn Tinh Tế tổng hợp top 5 vị tướng sốc sát thương khủng nhất trong League of Mobile. Top 5 đó là Zuka. Zuka vừa là một đấu sĩ, vừa là một sát thủ với sát thương rất lớn, có thể hạ gục bất kỳ AD hay là đường mid nào chỉ với một combo đơn giản. Gấu béo Zuka sở hữu cho mình bộ kỹ năng cơ động cùng khả năng làm choáng tốt. Bộ combo hoàn hảo của Zuka bao gồm sử dụng chiêu 2 phi thân kích lao tới gây choáng cho nạn nhân. Anh em lưu ý là hãy cố gắng lướt xuyên qua người của tướng địch để nhận được thêm một lớp giáp ảo trong vòng 2,5 giây nhé. Tiếp theo là sử dụng chiêu 3 trầm trọng lực dập thẳng cái mông bự chà bá của mình, dồn sát thương và đồng thời là làm choáng đối phương. Cuối cùng là dùng chiêu 1 loạn đá bổng để truy sát và kết liễu kẻ địch. Đặc biệt chiêu 1 này thì lướt được tới 2 lần. Như vậy là cả 3 chiêu thức của Zuka đều có sự cơ động và di chuyển rất nhanh, được tận 4 lần. Zuka vì vậy có thể được sử dụng cho cả đi rừng lẫn đi solo đường xây ra. Top 4 đó là Murat. Murat là một sát thủ sinh ra để đi rừng với bộ combo cũng rất mạnh trong việc sốc sát thương và né chiêu của đối phương. Sau khi đến thương đủ 4 lần để phá giải phong ấn thì Murat dùng chiêu 1 tàn ảnh đao lướt đến vị trí gần kẻ địch rồi bất ngờ tung chiêu 3 ảo ảnh trảm, tạo ra một vùng sát thương rất lớn và rộng, có thể cấu máu hoặc là hạ gục nhiều mục tiêu. Đặc biệt trong thời gian này thì Murat không thể bị tấn công hoặc là chọn làm mục tiêu, sau đó thì giật bóng quay trở lại vị trí ban đầu. Chiêu 2 vụ ảnh cực của Murat tạo ra một vòng tròn làm chậm đối phương. Có thể nói thì Murat có thể tham gia giao tranh và thoát ra dễ dàng. Tuy nhiên, giật bóng cũng chính là điểm yếu lớn nhất của vị tướng này khi mà có thể bị đối thủ bắt bài. Top 3 đó là Krynak. Đã từng một thời, Krynak bị lãng quên và gần như không ai chọn để đi rừng. Tuy nhiên, thì bộ combo của sát thủ này cũng là cực mạnh, nhất là ở giai đoạn đầu game. Vị tướng này thì farm rừng cực nhanh bởi khi sử dụng ấu trùng sẽ kích hoạt nội tại tăng 250 sát thương vật lý cho đòn đến thường tiếp theo. Vì vậy mà Krynak dễ dàng đi gen sớm hơn rừng của đối phương. Bên cạnh đó, chiêu cuối hiểm họa không trung của sát thủ này gây ra một lượng sát thương cực lớn, khiến cho bất kỳ một xạ thủ hay là mid nào chỉ cần thấy Krynak đập kến là sẽ run cầm cập. Chiêu 2 bạo húc lướt đi sẽ dễ dàng truy sát nếu kẻ địch bỏ chạy. Thêm nữa là tất cả các chiêu thức này đều có thời gian hồi chiêu cực kỳ nhanh, giúp cho Krynak có thể tham gia giao tranh liên tục. Top 2 đó là Quinlan. Quinlan từng là vị tướng bị auto cấm trong đầu rank bởi bộ combo quá hoàn hảo. Quinlan là tướng có bộ kỹ năng thuộc diện lai tạp, khi mà vừa sở hữu những cú chém chéo như là Nakroth, năng lực tàng hình như là Batman hay là Ngụ Không, khả năng áp sát mục tiêu chớp nhoáng từ phía sau như là Butterfly. Sát thương của Quinlan đến từ chiêu 1 và chiêu 2 là cực kỳ khủng khiếp và bất kỳ một vị tướng máu giấy nào đều có thể bốc hơi ngay lập tức. Sức mạnh của Quinlan còn đến từ việc là khi hạ gục tướng địch thì sẽ là hồi toàn bộ chiêu thức giống như là Butterfly. Chính vì vậy mà Quinlan là một trong những vị tướng dễ ăn mega kill nhất hiện nay. Dù trải qua nhiều lần bị giảm sức mạnh, tuy nhiên thì Quinlan vẫn là một vị tướng cực hot và trở thành nỗi khiếp sợ nếu rơi vào tay các cao thủ. Và cuối cùng, top 1 không ai khác chính là Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh Ngộ Không chính là một vị tướng quá nổi tiếng từ Dota 2 cho đến Liên Minh Huyền Thoại và bây giờ là cả League of Mobile. Sức mạnh khủng khiếp của Ngộ Không được gây ra từ cả 3 chiêu thức. Ẩn thân thuật sẽ giúp cho Ngộ Không tàng hình rồi bất ngờ áp sát đối phương và tung ra những cú đập với sát thương tối đa lên tới gần 5.000 máu. Chiêu 2 cân đầu vân và chiêu cuối chiến đấu khí đều gây ra sát thương vật lý vô cùng lớn. Điểm đặc biệt giúp Ngộ Không mạnh ngay từ giai đoạn đầu trận chính là vị tướng này thì đã được mặc định sẵn là 15% tỷ lệ chí mạng. Lối chơi của Ngộ Không không quá phức tạp, nhưng để phối hợp nhịp nhàng giữa 3 chiêu thức này để ra vào trong giao tranh thì không phải là điều dễ dàng. Bên cạnh đó thì bản thân Ngộ Không cũng là một vị tướng màu giấy, nên nếu bị bắt lại thì chắc chắn cũng khó mà thoát thân. Dù sao, sự xuất hiện của Ngộ Không trên bản đồ cũng là nỗi khiếp sợ cho các vị tướng AD hay là đi mid của team địch. Và trên đây là top 5 sát thủ sốc sát thương khủng nhất trong League of Mobile hiện nay. Còn đối với anh em thì sao? Khi chơi League of Mobile thì anh em thích chơi sát thủ nào nhất? Hãy cùng comment ý kiến bên dưới video này nhé. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Toại Tinh Tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé.